Để tạo thuận lợi cho người dân tham quan tìm hiểu các điểm di tích lịch sử, văn hóa tại các bảo tàng và điểm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, chiến trường Điện Biên Phủ sẽ miễn phí cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong 2 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Cụ thể, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 cùng với các điểm di tích tiêu biểu như Đền thờ các liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Đồi A1, Hầm chỉ huy của tướng De Castori, Tượng đài Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tạo thành khu du lịch khép kín trong hành trình tham quan các di tích lịch sử ngay trung tâm thành phố Điện Biên Phủ. Nhằm bảo đảm minh bạch, thuận lợi cho gia đình người học trong việc lựa chọn nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông tư thục năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tất cả các trường tư thục phải công khai mức học phí và các khoản thu của cả năm học tại địa điểm tuyển sinh. Đây không phải là yêu cầu mới của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với các trường trung học phổ thông tư thục nói riêng và các nhà trường ở các cấp học khác nói chung. Nội dung này được thực hiện theo thông tư số 36 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2017 về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Những ngày vừa qua, tình trạng ít mưa, nắng nóng gay gắt đã diễn ra trên phạm vi cả nước. Cháy rừng liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương như Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Khánh Hòa, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Kiên Giang, An Giang. Nhiều địa phương đã tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở về quản lý bảo vệ rừng, xác định công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ thường xuyên để tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Địa phương nào để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật do buông lỏng quản lý, chủ quan, thiếu trách nhiệm thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, quận nơi đó phải chịu trách nhiệm. Ngày 29 tháng 4, chính quyền Peru cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương khi một chiếc xe buýt lao xuống khe núi từ một con đường núi ở phía bắc Peru. Vụ việc xảy ra vào tối muộn ngày 28 tháng 4 theo giờ địa phương trên một con đường núi đầy ổ gà ở vùng Andin của Cajamarca và chiếc xe buýt rơi xuống vực sâu khoảng 200 mét. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đang từ thị trấn Celidin tới thị trấn Sorochuco. Số người tử vong trong vụ tai nạn xe buýt đã được cập nhật từ 23 lên 25 trong cùng ngày. Quan chức thành phố Raimi Herrera cho biết chiếc xe buýt chở hơn 50 hành khách đã lao xuống sông và một số người trên xe bị nước cuốn trôi. Ngày 30 tháng 4, ngày nghỉ thứ tư trong đợt nghỉ lễ lần này, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng tại các địa điểm vui chơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có khá nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Đón đầu được thị hiếu của du khách, người dân, các điểm du lịch cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách tham quan. Đây cũng là thời điểm để tỉnh thực hiện tốt mục tiêu kích cầu du lịch. Khoảng vài năm gần đây, thác Đát Ngao thuộc thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ luôn luôn thu hút được số lượng đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay cũng vậy. Với vẻ đẹp nguyên sơ, không khí trong lành, mát mẻ, điểm du lịch này đã thu hút được các du khách cả trong và ngoài tỉnh. Cảnh ở đây rất đẹp. Lần sau tôi sẽ rủ bạn bè đến đây để thư giãn, xả stress sau những giờ làm việc cuối tuần. Tôi đến đây thì cảm thấy là phong cảnh ở đây khá là đẹp, gần gũi thiên nhiên. Con người thì rất là thân thiện, hòa đồng và nhiệt tình. Không chỉ ở Đại Từ, tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đã thu hút được đông đảo du khách. Thay vì những chuyến đi chơi, trải nghiệm nơi xa, nhiều du khách đã lựa chọn cho mình và gia đình những điểm tham quan, nghỉ dưỡng ngay trong tỉnh. Không khí khá là trong lành, mát mẻ và có rất là nhiều khu để cho trẻ con có thể chạy nhảy vui chơi và để tắm bể bơi. Mình là người địa phương nên mình sẽ ủng hộ cái khu du lịch của địa phương để cho địa phương của mình ngày càng phát triển. Theo ghi nhận những ngày qua, tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, số lượng du khách đến khá đông. Bình quân mỗi ngày có đến hàng vạn du khách đến các địa điểm tham quan nghỉ dưỡng. Ngoài các mô hình du lịch, homestay, các hoạt động trải nghiệm, tham quan các điểm di tích, văn hóa cũng đều thu hút được đông đảo du khách. Cùng với đó, các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, các phương án đảm bảo an toàn cho du khách cũng đã được các đơn vị, địa phương triển khai. Trước ngày nghỉ lễ thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho cái dịch vụ du lịch năm nay từ nhân lực cho tới cơ sở vật chất một cách đầy đủ và chu toàn. Chúng tôi cũng đã thành lập ban chỉ đạo cũng như thành lập các cái tổ để thực hiện công tác quản lý trên địa bàn, kiểm tra ở các cái cơ sở này về đảm bảo cái việc mà kinh doanh dịch vụ đúng theo quy định cũng như là xử lý đối với các cái trường hợp mà các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ mà tự ý thu tiền cửa ra vào các cái điểm du lịch cũng như là kinh doanh dịch vụ vào các cái
vị trí mà không đúng quy định thì cũng sẽ thường xuyên được kiểm tra. Kỳ nghỉ lần này sẽ còn diễn ra đến hết ngày 1 tháng 5, vì vậy lượng du khách đến các điểm du lịch sẽ vẫn còn nhiều. Với những hình thức tổ chức hoạt động đa dạng, phong phú, cách quản lý chặt chẽ, bài bản của địa phương và các đơn vị liên quan, chắc chắn các điểm du lịch của tỉnh sẽ thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Đây là cơ hội để du lịch Thái Nguyên phát triển, kích cầu du lịch trong thời gian tới. Trong quý 1 năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 1.500 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó gần 400 người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và 7 trường hợp không đủ điều kiện hưởng. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 1.679 trường hợp với số tiền trên 27 tỷ đồng. Số lượng này giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này cho thấy những dấu hiệu tích cực của thị trường việc làm lao động trong và ngoài tỉnh. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của quốc vương Brunei Haji Hassanan Bolkiah tới Thái Lan trong 2 ngày 28 đến 29 tháng 4, hai bên đã ký hai biên bản ghi nhớ về hợp tác thương mại và du lịch. Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho người Hồi giáo, du lịch, kinh tế số và giao lưu nhân dân thông qua các cơ chế song phương hiện có. Đồng yên của Nhật Bản giảm xuống mức 160 yên đổi 1 đô la Mỹ trong giao dịch tại Singapore trong ngày 29 tháng 4, thiết lập mức thấp mới so với đồng đô la Mỹ trong 34 năm qua. Đồng tiền nội địa Nhật tiếp tục mất giá trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương nước này quyết định duy trì lãi suất hiện tại, khi nhận định giá trị đồng yên yếu không có tác động đáng kể đến lạm phát giá cơ bản. Bên cạnh đó, việc thiếu hoạt động giao dịch trong ngày nghỉ lễ 29 tháng 4 ở Nhật Bản cũng là một nguyên nhân khiến giá trị của đồng yên sụt giảm mạnh hơn. Một số nhà phân tích cho rằng, ngay cả khi chính phủ Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yên, tác động của những động thái này có thể bị hạn chế do chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn rất lớn. Sáng 30 tháng 4, núi lửa Ruang nằm ở ngoài khơi đảo Sulawesi ở Indonesia tiếp tục phun trào bụi và dung nham. Đây là lần phun trào thứ hai kể từ đợt phun trào trước đó nửa tháng, khiến hàng trăm người sơ tán và sân bay đóng cửa. Trung tâm Giảm nhẹ hiểm họa địa chất và núi lửa quốc gia đã nâng mức cảnh báo lên cao nhất và kêu gọi người dân không đến gần khu vực xảy ra thiên tai. Ngọn núi lửa nằm trên đảo Ruang, cách thủ phủ Manado của tỉnh Bắc Sulawesi khoảng 100 km. Trong đợt phun trào thứ nhất ngày 16 tháng 4, hầu hết trong số hơn 800 người dân sinh sống trên đảo đã được sơ tán. Sân bay Manado tạm thời bị đóng cửa, trong khi nhiều ngôi nhà bị hư hại do đất đá và tro bụi rơi xuống. Cơ quan chức năng vừa hạ cảnh báo xuống mức 3 vào tuần trước khi tăng trở lại cấp 4 vào sáng 30 tháng 4. Ngành du lịch Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh khi đợt cao điểm du lịch dịp nghỉ lễ quốc tế lao động đang đến gần. Nhiều điểm du lịch nổi tiếng của nước này dự kiến đón số lượng lớn khách du lịch. Trước kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 kéo dài từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 5, vé tàu và vé máy bay đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong nước đã được đặt hết. Các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh và Hàng Châu là những thành phố chiếm được cảm tình của khách du lịch nhiều nhất. Nhiều điểm du lịch cũng đưa ra các sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách. Bắc Kinh đã triển khai 3 tuyến tham quan bằng trực thăng, cho phép khách du lịch ngắm nhìn những ngọn núi hùng vĩ và vạn lý Trường Thành từ trên cao. Chuyến tham quan trực thăng cho phép mọi người ngắm vạn lý Trường Thành từ trên cao, trở thành một cách khám phá mới nơi đây. Các điểm đến phổ biến ở nước ngoài trong kỳ nghỉ 5 ngày là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Việt Nam, Canada và New Zealand.